Chào các bạn, mình là Việt Tuấn Vương Cầu. Hôm nay mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn về một chủ đề mà có vẻ như anh em nào chạy xe qua thắng địa đều luôn muốn hỏi, là khi chúng ta chạy hết bố thắng thì chúng ta nên thay bố thắng như thế nào cho đúng. Như các bạn đã biết, đĩa thắng và bố thắng sau một thời gian sử dụng thì bố thắng sẽ mòn đi, đĩa thắng cũng như vậy, đĩa thắng cũng sẽ bị mòn đi, và trên bố thắng và đĩa thắng lúc đó sẽ có những vết sọc. Sọc là do sự ma sát mài mòn giữa bố thắng và đĩa thắng tạo ra. Vì thế khi bạn đi thay một cặp bố thắng mới, điều đó có nghĩa là cái gì? Đĩa thắng của bạn thì đang bị sọc, bố thắng của bạn thì rất là mới và rất là láng. Khi mà bạn ráp vào giữa đĩa thắng sọc và bố thắng, nó sẽ không phải là một cái mặt tiếp xúc hoàn hảo giữa một mặt láng và mặt láng. Lúc đó nó sẽ xảy ra hiện tượng gì? Thứ nhất là bạn sẽ bị luôn bị nóng đĩa, do lúc nào nó cũng sẽ bị dính những cái sọc thớ lên vào bố thắng. Nó sẽ làm cho bố thắng mới của bạn cũng bị sọc theo đĩa, và từ đó nhanh mòn bố hơn. Đó cũng có nghĩa rằng khi bạn chạy bình thường nó vẫn ăn bố của bạn, điều đó không tốt. Vì thế với một người thợ sửa xe có tâm, hoặc là như các bạn muốn đi chẳng hạn, thì khi mà chúng ta thay bố thắng, chúng ta phải tháo cả đĩa ra và mài láng lại cả đĩa. Thì khi đó nó sẽ ra làm sao? Đĩa thắng láng lại như mới, bố thắng mới vẫn như mới. Các bạn sẽ sử dụng được thời gian lâu gấp đôi bình thường. Vì thế sẽ có một số bạn cứ nói rằng vì sao sau khi em thay cặp bố đầu tiên vô thì cái thắng của em nó cứ nhanh mòn hơn tất cả cái cặp bố đầu, mặc dù vẫn là em thay bố zin. Đấy, đó chính là cái lý do mà tôi nói với các bạn. Khi các bạn thay bố thắng, các bạn phải mài lại đĩa thắng. Hoặc nếu đĩa thắng của bạn quá mòn, quá mỏng, tốt nhất bạn nên thay đĩa thắng mới kèm với bố thắng mới, thì đó sẽ an toàn. Chúc các bạn vui vẻ. Đừng quên comment, like và chia sẻ. Chào tạm biệt mọi người.